chào đại gia đình nha. Chào đại gia đình đã đến với kênh dài của em. Dạo này gần Tết rồi nên có rất nhiều cái dịch vụ chụp hình áo dài rồi mặc đầm cưới, mình những cái đám cưới nữa anh chị, tại vì gần Tết á. Nhưng mà mấy trên mạng hôm nay thì em thấy cái dịch vụ mà chụp áo dài truyền thống nè, áo dài cách tăng rất là nhiều luôn. Thì hôm nay sẵn tiện đó thì em muốn chia sẻ cho anh chị một cái mẫu dài để anh chị có thể mình kết hợp với lại những cái bộ áo dài mình yêu thích và những cái bộ đồ cách tăng để mặc sao cho nó đẹp, và mang cái dài gì để nó nhìn nó sang, để mình khi mình chụp lên một cái bộ đồ hoặc một cái đầm đó cho nó đẹp cho anh chị nha. Anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ để theo dõi nhiều video và nhiều chia sẻ của trang của em nha. Thì hiện tại thì ở shop rất là nhiều mẫu, nhưng mà hôm nay em sẽ demo cho anh chị một cái mẫu và giới thiệu cho anh chị một cái mẫu để anh chị có thể dễ xem và mình có thể lựa chọn để khi mình mặc những cái bộ đồ áo dài hoặc là áo dài truyền thống, áo dài cách tân sao cho nó đẹp anh chị nha. Đây là những cái đôi dài cao gót, đây là những cái đôi dài rất là truyền thống luôn, chỉ cần đơn giản mà nó sang anh chị. Nó có 3 màu, hiện tại đây là màu đỏ và đây là màu đen. Đen là đen bóng nha anh chị, chất liệu là đen bóng luôn. Và đây còn một cái màu nữa, đó là cái màu da. Màu da cũng là nó mà có nhiều khách gọi là màu kem. Màu kem, màu da gì cũng được nha anh chị nha. Thì ở đây em thường em kêu là màu da, tại vì nó tiệp với cái da của mình luôn. Thì nó có 3 màu rất là chuẩn, rất là căn bản luôn. Những cái màu này đều kết hợp đồ rất là dễ, và nó không có kén đồ khi anh chị mình kết hợp với những cái đầm hoặc là những cái áo dài cách tân. Thì khi mình kết hợp với những cái đầm hoặc áo dài thì những cái đôi này nó giúp cho mình mang lên tôn dáng rất là nhiều. Vì anh chị có thể thấy đây là những cái đôi dài da bóng, thì da bóng thì nó lúc nào nó cũng nhìn nó cũng sáng và nó sang hơn. Anh chị có thể thấy đây là một cái màu đỏ, mùa Noel, mùa Tết thì cái màu đỏ này rất là hút và rất là được ưa chuộng luôn. Vì màu đỏ nó đem lại sự may mắn cho mình rất là nhiều, nên rất là được nhiều anh chị lựa chọn để mình mang Tết vào nhằm ngày mùng 1 cũng như là những ngày Noel sắp đến đây. Tại vì màu đỏ là màu may mắn mà. Thì để em có thể sơ cái đôi dài này cho anh chị. Đây là đôi dài gót nhọn nha anh chị, chiều cao khoảng tầm 10cm và ở phía trước nó bít mũi, và tất cả chất liệu này đều là da bóng hết. Và một cái điều mà rất là lưu ý luôn anh chị, là anh chị có thể thấy rất là đặc biệt mà những cái đôi dài khác không thể có, đó là cái phần đúp mũi phía trước như thế này. Là những cái đôi dài khác thì nó không có đúp mũi dài bít, nhưng mà đôi này nó là đúp mũi phía trước. Đúp mũi như thế này nó giúp anh chị mang nó cân bằng và nó không có bị dốc và nó chúi chân quá, và nó không có gây khó khi anh chị đi và di chuyển rất là nhiều. Thì những cái đôi dài như thế này nó tạo cho anh chị mình mang cho mấy chế, mình mang mình kết hợp với áo dài hoặc là áo dài cách tân á, thì form nó thon nó gọn, nhìn cái dáng nó rất là sang. Với lại một phần nữa là mũi nó nhọn như thế này thì cái đôi dài nó sẽ tôn cái dáng mình lên rất là nhiều luôn nha anh chị. Anh chị có thể thấy những cái đôi dài này được lựa chọn rất là nhiều luôn. Thì đó là những cái chia sẻ để em có thể gửi đến anh chị khi mình chọn một cái đôi dài để mình kết hợp với đầm áo dài và những cái mẫu áo dài truyền thống và áo dài cách tân em muốn gửi đến anh chị. Thì anh chị có thể kết hợp những cái đôi dài mũi nhọn như thế này, và anh chị nên chọn những cái đôi dài nó có cái mũi phía trước nó nâng lên thì sẽ giúp anh chị đi cực dễ và nó không bị đau mũi chân. Anh chị nhớ đăng ký kênh theo dõi để mỗi ngày mình có thể xem nhiều video chia sẻ về một cái chủ đề và khác nhau nữa, và mỗi cái chủ đề đều có một cái thông điệp riêng gửi đến anh chị. Nếu anh chị có ý kiến gì thêm và cách sử dụng của mình như thế nào thì anh chị có thể comment cho em thêm ý kiến nha. Và anh chị nhớ đăng ký kênh, subscribe, ủng hộ cho em nha. Em xin chào và tạm biệt anh chị.